Chào quý vị các bạn nhé. Bây giờ tôi đã cọp này, tôi nuôi cọp này, nuôi cọp này và nuôi trong này cọp này đấy, là nuôi cọp nhé. Đoạn này là cọp cụ này, đến đây tôi nuôi cọp của đoạn này, từ đây đến chỗ này và tôi tiếp tục để cân cọp nhé, tạm biệt vào cân cọp nhé nhá. Cọp kết nối với cái để cân nhé. Đây cũng ra đây, hồi nào tôi sẽ tịch cái này ra và tôi cân cọp được, tôi sẽ bây giờ chúng ta sẽ cân cọp ở bên cái này nhé. Đây cọp nó chạy lên đây, tôi cân cọp từ 108 đến 230 nhé, tốt khoảng ấy 150. Đấy. Có được mấy nhá. Tôi giới các bạn xem. Tôi lấy nét ra. Hai trăm một các bạn nhé, có được có lên được không? 201 là đẹp rồi đấy. Đây 200 ở đoạn này, 225 này, còn 230 nằm ở đây. Nói chung trong khoảng từ 108 ở từ đây này, từ đây cho đến đây, trong khoảng ấy là cân chuẩn nhất. Thì giai đoạn này là vẫn có dạng điểm chuẩn đấy, 201 đấy, khá là ok. Như vậy thì chạy rất là tốt nhé, ở 201 quá là tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy 201 không? Đấy, kim không lên rồi nhé, các bạn thấy tí đã thì một tí cái thì xem sao, nếu mà nó không lên nữa thì là ok. Đấy, như vậy cân cáp là rất tuyệt vời. Nói chung trong tầm 201, 202 đều được cả. Thường thường tủ đáy U thì người ta cân phải từ 180 đến 200, tức là dưới 200. Chứ còn loại tủ này thì chúng ta cân cho nó. Nó quay trở về 200 đấy. Đấy các bạn thấy nhá, vào giữa 200 đấy. Nó bởi vì lúc đầu nó chảy là nó còn bị các cái nước hoặc cái này bẩn, nó cái gì đó nó bám ở bên trong, cho nên nó đẩy lên đến 201, nhưng cái này thì nằm ở 200 thôi nhá. Chúng ta rút điện nhá. Rồi rồi bây giờ thì rồi chúng tôi đấu quân cái này lại và cái này chúng ta cắt nhé, cắt tới đây nhé.
Rồi. Đây, chúng ta nối cái này lại, chúng ta bóp bẹp cái này lại. Đấy. Chúng ta hòn mới luồng này nhá. Rồi nha, chúng ta tiến hành hòn nhá. Ngoài trời trời đang mưa các bạn, cho nên gió mạnh quá. Nên gió mạnh quá. Trời mưa mạnh quá các bạn, gió thổi trời đang thấm khét ngoài. Đây các bạn xem đây, đấy kinh khủng cơ, mưa này không biết có làm được không. Để tôi xem nào, để tôi hòn mấy chỗ này, chỗ này nhá, chỗ này nhá và chỗ này nhá. Rồi nhá, xong hai cái bây giờ lưu cái này nhá. Rồi. Ôi, cái này bị hay cháy ấy như thế nào? Tôi kiểm tra đi ạ. Rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta cuốn lại cái này. Ta cuốn lại cho gọn nhá. Con này chúng ta có thể để đâu để nhá. Để thế nó tạm thời đó. Bây giờ chúng ta sẽ hút chân không. Để nóng quá nè, để xem lốc chạy có đều không ạ, quan trọng có bị ấy không. Như vậy là lốc chạy bình thường các bạn nhé, như vậy là hàn không bị tịt nhé. Đây thường thường tịt rồi, chỗ này nó tịt lắm này đấy, cho nên là hàn rồi nó tịt ở đây. Thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra bằng chân không thì biết nó tịt hoặc không. Chúng ta gặm vào đầu này và hút chân không nhé. Đây chúng ta kết nối hút chân không nhé. Chân không bây giờ thì chúng ta là hầu hút hút trong không, chúng ta là dùng bên cái này các bạn nhé.
bò các bạn, bò đây, bò đây, bò tới đây, bò tới này, bò kinh khủng chưa, bò tới này, tôi này, biển của tôi này. Thế tôi phải ra tháo biển cái đã, thử cái biển này, không có nó bổ mất cái biển mất. Đây các bạn nhá, chúng ta dùng đồng hồ này nhá, đồng hồ này là đồng hồ để hút chân không và để mà đánh PC. Còn cái này thì chúng ta phải kết nối vào đây. Cái này chúng ta kết nối vào bên chỗ cái hút hút này, bên cái máy hút chân không nhá, đây nhá, máy hút chân không đây nhá. Còn cái này chúng ta bên này chúng ta kết nối vào bên đây, như là kết nối đã thành công. Vậy trời mưa to quá các bạn, mưa to mà gió lớn quá không biết nó là cắt điện nhé. Thôi kìa, tôi đi rồi, kết nối lại thôi chứ còn để ấy, trời đang còn mưa, mưa to quá mà nước đang lây láng này, mưa khủng khiếp quá. À. Rồi nha, chúng ta tiến hành hút chân không nha. Chúng ta ui giời, hút cái này ra đây. Ta đóng cái đổ bên này tạt nha. Còn cái bên mát này chúng ta ấy nhá. Hút cái này. Chúng ta hút đấy nha. Ta còn hút nó tụt xuống đây nha. Từ bạn nha. Ta hút khoảng 15 phút các bạn nhé. Mà chặt đó. Đấy, các bạn vặn chặt vào này và chúng ta mở ra tay này. Đây, ở đâu này nó hơi đang còn ra này. Chúng ta hút kỹ các bạn nhé. Đấy, nó hút xuống từ số 0 này đến âm 30 nhé, 76 nhé. Để thế cho nó hút. Đây các bạn nhé, đây là máy đang còn hút chân không này, còn đây là lốc của nó này. Cái đoạn này là đường đi này, đi lên đây, cái dàn này, dàn sắt này, rồi ga đi như vậy, dàn sắt nha, dàn sắt nó ở bên ngoài đấy, dàn sắt này nhá, tùy loại nhá các bạn nhá, dàn tùy như thế nào thì chúng ta phải bỏ một dàn, chúng ta có thể là phải có lúc phải nối hai dàn nhá, tùy tủ to tủ nhỏ nhá, có tủ lớn thì chúng ta phải nối hai dàn như thế này, nó đủ lượng ga nó mới mát được, chứ không phải cái nào một dàn như thế này, nó còn nan, này một nan này, hai nan, ba nan, 4 non, 5 non, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, cả non xuống dưới này là 10 non, nó tính cho 10 non, đấy, thì cái này khá được, thì bởi vì tù này tù nhỏ, cho nên chúng ta dùng ấy ít non thôi, chứ còn có cái 12, 14 non, tùy theo, theo non, nhé,
Đây, từ ở đây sang đây là tức là từ ở trên bên này này sang đến cái dàn này này, chạy hết cái này đến đây phiên lọc này, này đây là dàn nóng này, còn từ đây này chạy đến đây qua mà ống mo này này chạy cho tới về đây này là nó qua dàn lạnh thì nó về đây nhá. Đây là chúng ta để tách đôi của cái tách đôi dàn nóng và dàn tách đôi dàn nóng và dàn lạnh thì chúng ta tách ở đây nhá. Trước phin lọc trước này là nóng, còn sau phin lọc là bắt đầu dàn lạnh nhé. Đi qua cóp này và đi qua ở trên dàn lạnh, dàn lạnh hồi này chúng ta sẽ tiến hành ấy, chúng ta sẽ khởi ra để bơm nạp ga nhé, nạp ga các bạn, chúng ta sẽ chỉ hướng dẫn chỉ sau. Đây máy đang còn hụt đây, đây không có một lít khí nào này, ở chỗ này không có ra này này, đấy hụt rồi, máy nóng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cũng khá lâu lâu tí rồi, thôi được cho nó mới có 5 phút, chúng ta hút thêm tí nữa. Đây khi nào máy cảm thấy nóng thôi các bạn nhé, hút hút nhiều quá máy nó sẽ chảy nhá, bởi vì máy này hút trên không cho nó rất nặng. Đấy chạy tí là nó nóng ngay, bởi vì ở trong này không có không khí nào mà lại làm việc là nặng, có không khí nó hút nhẹ nhưng mà bây giờ không có không khí là nó hút rất nặng. Đấy, máy rất mà rất mau nóng. Đấy chúng ta sờ xung quanh, nếu chúng ta kiểm tra xung quanh máy này, này. À, máy hút trên không này này. Đấy. Đây các bạn nhá, đây nó về số. Đấy. Nó về số giờ không rồi nhá. Không đến hết chế âm nhá. Bây giờ chúng ta muốn tắt máy, nóng như thế nào? Nóng, hơi nóng rồi. Thôi chúng ta khóa máy nhé, chúng ta khóa máy này, khóa đồng hồ này. Đấy trước khi tắt máy nhé, tắt máy đây này. Đấy khóa đồng hồ là tắt máy các bạn nhé, bởi vì cái lường ở trong ống này nó hút đến đây nó sẽ chặn lại, còn từ về phía này hồi này chúng ta mở nạp vào đây. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 15-20 phút. Cái này nếu mà nhích lên này thì cái đang còn thùng dàn này, chúng ta phải kiểm tra lại này, nếu không nhích lên, nếu nó nằm ở vị trí như thế này thì nó đây. Nó vẫn nằm vị trí như thế này thì nó sẽ được này, coi như là kính dàn và chúng ta nạp vào. Nếu chúng ta thấy hở, nếu mà có dấu hiệu lên hoặc cái này khác thì chúng ta khoảng 15 phút sau chúng ta hãy thử lại nhá. Xem lại nhá. Và chúng ta thể nếu mà kính chúng ta thể tiến hành nạp vào đây nha, chúng ta tiến hành khử dàn lạnh ra nha, để hôm nay chúng ta kiểm tra ấy. Chặt quá đây, các bạn thấy dàn lạnh ở trong không, đây dàn lạnh nằm ở trong trong cái này đây, chúng ta thể tiến hành khử nhé. Đấy các bạn thấy dàn lạnh không? Đây là quạt này, còn đây là dàn lạnh này, đây con âm này, đây con âm, nó cái này thì thường hay bị hỏng nhá, đây sưởi đốt nhá, cứ 10 tiếng nó xả một lần nhá. Đấy hôm nay chúng ta phải kiểm tra, vừa nạp ra vừa kiểm tra đây dàn lạnh này này, nó sẽ đông tuyết, bám tuyết, bám đều đẹp là được nhá. Đấy đây là dàn lạnh này, dàn lạnh của nó. Tôi à, cục cái này ra một tí. Ngoài này. Thì chúng tôi hồi nạp biển chúng tôi nạp qua chúng ta phải kiểm tra cái này. Đấy, dàn của nó là như vậy đấy. Đấy là dàn lạnh. Rồi nhá, ở lốc hồ nạp qua 134 nhá. Cái này đây, tôi R134A nhá. Tôi mua hộp như thế này. Chúng ta phải tiến hành là ra
Cái này thì cũng lưa hơn nửa hộp nữa các bạn nhé, bởi vì hôm trước tôi nạp ba bốn cái rồi và một cái ô tô, một bình ô tô nữa, thành ra nó đây rồi 134 đây, cho nên nó là bị hơn nữa rồi, thì tôi sẽ tiến hành nạp. Bây giờ nạp thì chúng ta sẽ tiến hành như thế này. Chúng ta tháo vít cái này ra nhá. Đấy. Nó bỏ vào hộp. Còn cái này chúng ta tháo ra này. Chúng ta tháo cái này ra nhá. Đấy, và sau 15 phút cái này không có dấu hiệu gì về về bị rò rỉ ga nhá. Chúng ta tiến hành đấy, chúng ta vặn cái này thật chặt này. Đấy, chúng ta tiến hành vặn cái này ra. Đấy, trên không và chúng ta chuyển sang ga. Bây giờ cái này chúng ta chuyển sang ga nhá. 134 nhá. Còn cái này chúng ta máy hút chân không, chúng ta không cần nữa, chúng ta đưa ra đây khỏi vướng. Đấy, chúng ta vặn cái nút này lại. Chúng ta để xong bên rồi, chúng ta được vướng hai ba cái này. Cái này chúng ta không cần kê nữa, chúng ta không đưa ra rồi. Bây giờ chúng ta để vậy các bạn nhé, để như thế này nhé, để nạp cái này nhé, chúng ta tiến hành vặn cái này ra này. Đấy, vặn cái này ra nhá, nhẹ nhẹ thôi nhá. Chúng ta xử lý cái đoạn ga này khi này chúng ta kéo từ từ hút chân không ra, chúng ta xử lý này, chúng ta cho ra đi. Rồi, chúng ta vặn lại, nó đuổi hết cái khí của cái ống này khí thải ở bên trong ấy chuyển ra, cho nên nó hút khí vào trong, và bây giờ chỉ còn chắc ga thôi. Đấy, chúng ta vặn chặt vào và chúng ta sẽ tiến hành mở cái này ra này. Đây, chúng ta mở cái này ra nhá, để cho ga từ đây chạy đến đây, nó chạy qua đây, chúng ta mở cái này ra, nó tấn vào đây và chúng ta vặn ra, nó sẽ vào đây, nó vào 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 ấy nhá, vào lốc nhá. Đấy, nó đang còn ở trong không nhá. Chúng ta tiến hành mở này. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta lại cầm máy. Cầm máy để cho nó chạy các bạn nhé. Rồi. Nó hút xuống. Đấy, bây giờ mà lốc nó chạy đấy. Chúng ta lại tiến hành đấy. Rồi, cho nó chạy thế. Hôm nay chúng ta thể một buổi này chúng ta thể dốc dốc bình này xuống nhá. Đây, bây giờ chúng ta thể nạp nước. Lúc này chúng ta nạp hơi. Bây giờ chúng ta thể nạp nước nhá. Đấy. Ui. Đấy, chúng ta úp lại như vậy nhé.
là chúng ta úp lại như vậy nhé. Để xem đồng hồ này, xem đồng hồ chúng ta nạp tiếp. Rồi như vậy chúng ta để vậy thôi, chúng ta cứ vặn vậy đấy, chúng ta để thế các bạn nhé, để thế để xem go nhé. Đấy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ra đằng trước xem nó như thế nào. Cái loại này các bạn nhé, rất đặc biệt nhé, cái này đóng cửa lại cái đó quạt mới chạy nhé. Chúng ta sẽ tiến hành mở cái này ra đây nhá, chúng ta tiến hành cứ nạp qua vào nhá, và rồi đây này là nóng lên này, ở đây này, nó nóng dần lên đấy, khi nào rồi ở đây mà chúng ta thấy dần nóng lên thì cái đó mới đủ ga, ta sẽ tiến theo tiếp tục. Đấy, nóng lên này, nóng dần lên này. Đấy, chúng ta sờ thấy ấm ấm rồi, ấm ấm dần rồi, đâu có hiện tượng rồi. Thường đọc ra các bạn nhé, thường từ 0 đến 5 petri nhé. Petri nó ở bên trong này, vòng này. Đây là 20 petri này, khoảng 5 thì khoảng 2 gạch. Đây là 10 này, chính giữa cái này khoảng 5. Tức là ấy là tùy theo tủ nhá. Các bạn không cần ấy đâu, nói chung tầm tầm 5 ở số 0 là được rồi. Từ 0 cho tới 5. Đấy. Thì chúng ta quan trọng là tùy theo người nạp, có những người nạp thì họ quan trọng đến đây đồng hồ, còn tôi thì tôi cũng để biết ở mức này thôi. Thì sau đó chúng ta điều chỉnh cái mức ga, lượng ga cho nó đủ chứ không phải là ấy. Đấy, nóng lên này. À, nó đủ để làm sao đằng trước nó đóng tuyết cho đều dàn đẹp dàn là được. Chúng ta tiến ra đằng trước có thể xem sao. Gần chưa, quạt chưa có hiện tượng chạy đấy, các bạn xem bám tuyết đấy này, đấy bắt đầu bám tuyết này, đầu này tuyết nổi lên này. Đấy, từ từ nó sẽ bám đều ra hết dàn này, nói chung ở mức chúng ta cho thừa thừa một tí thôi, thừa thừa ga một tí, dư dư ga một tí sẽ để cho nó bám cho chặt hơn, để chúng ta sẽ tiến hành cái tuyết đây này, rồi chúng ta đóng lại, rồi chúng ta sẽ xem dần dần bám tuyết như thế nào. Chúng ta lại tiến. Đây chúng ta rờ dàn xếp ra. Đây đang nằm ở trường 0 này. Đây các bạn này, lốc của nó là Cuitom này, cái này của Thái nhá. Điện áp 220 đến 240 này. 50 Hz là một pha này. R134 này. Đấy. Và có cái LA3.4 gam. Đấy, nó thuộc vào như vậy.